Rồi, hôm nay hướng dẫn anh em cách tách nét hình trên Photoshop CS6 nha. Ở đây thì mình có cái hình phun lưng như này. Bây giờ mình muốn lấy nét riêng ra nó để scan cho nó dễ thì làm như nào? Rồi, trước hết anh em vào email này. Anh em chuyển cái hình này qua hình trắng đen cho mình. Phím tắt là Shift Ctrl U nha anh em. Còn ở đây anh em vào email này, rồi chọn cái đầu tiên này, chọn Black and White này để chuyển hình qua trắng đen này. Đó, anh em click qua trắng đen rồi, ok, toàn bộ hình nó được chuyển qua trắng đen này nè. Tiếp theo anh em copy cái layer này cho mình này. Nhấn vào kéo dĩ chuột, kéo nhân đôi lên nè. Rồi ở đây có mục normal, anh em để ý cho mình nè. Đấy, normal rồi anh em bấm vào chữ color dot nè. Đó, để tăng tương phản với hình hết sức nè. Khi anh em bấm color dot xong hết rồi á, thì anh em bấm vào email nè. Bấm vào Ctrl Y cho mình, phím tắt sẽ là Ctrl Y nha. Để invert để anh em đó, rồi bắt đầu nó hiện cho mình như thế này rồi. Cái dạng nét rất là mờ rồi. Rồi bây giờ anh em bấm vào filter nè, blue nè, rồi chọn Gaussian blue cho mình. Đó, thì tôi sẽ chuyển ra cái dạng nét cho anh em nè. Anh em có thể tăng giảm độ rõ và độ mờ cho nó nè, ngay cái thành công việc này nè. Rồi, làm sao cho anh em cảm thấy dễ nhất là được, nét ok nhất cho anh em là được. Đấy, đây mình sẽ chọn về khoảng tầm này sẽ ok nè. Đấy, như này là đủ anh em tách nét ra để scan cho nó dễ rồi đúng không? Đó, anh em muốn mình hướng dẫn gì nữa thì comment lên mình biết nha. Thank you, anh em.